Xin kính chào quý vị và bà con ngư dân. Thời tiết trên khu vực biển Đông đang chuyển xấu nhanh chóng. Trong ngày hôm nay, cơn bão Sarika đã vượt qua đảo Luzon Philippines và tiến vào trong khu vực biển Đông. Đây là cơn bão có cường độ mạnh cấp 13, giật cấp 16, cấp 17. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và có khả năng mạnh thêm đến 10 giờ ngày mai, 17 tháng 10, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa 200 km về phía đông, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão, mạnh cấp 14, giật cấp 16 cấp 17. Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 8 đến cấp 12, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 13 cấp 14, giật cấp 16 cấp 17, biển động dữ dội. Do di chuyển với tốc độ rất nhanh nên khoảng ngày 18 thì hoàn lưu của cơn bão đã ảnh hưởng đến vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển Vịnh Bắc Bộ. Khi di chuyển vào các vùng biển ven bờ, bão sẽ đi chậm lại và mỗi giờ đi được khoảng từ 15 cho tới 20 km và di chuyển trích lên phía Bắc theo hướng Tây Tây Bắc. Khả năng trước khi đổ bộ lên bờ, cường độ bão còn mạnh lên ở mức là cấp 14, giật cấp 15 đến cấp 17, gây biển động dữ dội. Trước diễn biến rất nhanh của cơn bão có cường độ mạnh, các tàu thuyền vẫn còn đang hoạt động ở phía bắc vĩ tuyến 15, cần nhanh chóng di chuyển về nơi tránh trú an toàn. Vùng biển Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị cho tới Quảng Ngãi và khu vực phía Bắc Biển Đông sẽ là vùng biển chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão quét qua, nên các phương tiện tàu thuyền tại đây cần được neo đậu chắc chắn, không nên quá gần nhau tránh va đập cây vỡ và đám thuyền. Chúng tôi xin nhắc lại, đây là cơn bão có cường độ rất mạnh, di chuyển nhanh và tiến về phía đất liền của nước ta nên các tàu thuyền tuyệt đối không được chủ quan. Chủ các phương tiện tàu thuyền nên nhanh chóng cho tàu về nơi neo đậu an toàn, không được ở lại trên tàu. Sau đây là dự báo cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, trong đêm nay và ngày mai, gió Đông Bắc duy trì ở cường độ chỉ khoảng cấp 4, cấp 5. Mưa rào và rông cũng chỉ còn xảy ra ở một vài nơi. Tuy nhiên, từ ngày mai trở đi thì gió tại đây sẽ mạnh dần lên ở mức là cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Sau đó từ khoảng ngày 18, khi cơn bão tiến gần vào đất liền, gió bão sẽ mạnh lên đến mức là cấp 8 cấp 10, vùng gần tâm bão còn trên cấp 10, biển động dữ dội. Các tàu thuyền đang hoạt động trên biển cần về nơi neo đậu an toàn, các du khách vẫn còn đang nghỉ lại trên đảo cần nhanh chóng chủ động về bờ. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ, từ ngày 17 đến ngày 19, nơi đây sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi hoàn lưu cơn bão có cường độ rất mạnh. Khả năng khoảng từ ngày 18, khi mà cơn bão áp sát vào, gió bão tại đây sẽ mạnh lên đến mức là cấp 13, cấp 14. Ở vùng gần tâm bão, giật cấp 15 đến cấp 17, gây biển động dữ dội. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, đảo Côn Cỏ và Lý Sơn, từ ngày 17, vùng biển này đã chịu ảnh hưởng bởi rìa phía tây của cơn bão, nên gió sẽ bắt đầu mạnh lên ở mức là cấp 6, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Sau đó thì sang ngày 18, gió tiếp tục mạnh lên ở mức là cấp 8 đến cấp 10. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12, cấp 14, biển động dữ dội. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và đảo Phú Quý từ ngày mai sẽ chịu ảnh hưởng bởi rìa phía tây nam của cơn bão. Phần phía bắc của vùng biển này sẽ có gió mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 9. Mưa rông mạnh kèm theo gió giật sẽ gây nguy hiểm cho hoạt động của tàu thuyền. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và Côn Đảo, mặc dù không chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi cơn bão, nhưng cũng sẽ khiến cho gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh lên ở mức là cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 đến cấp 8, biển động mưa rào và rông cũng sẽ xảy ra rải rác, làm tầm nhìn xa giảm xuống còn từ 4 đến 10 km trong mưa. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm đảo Phú Quốc và Thổ Chu. Dự báo trong những ngày tới, gió Tây Tây Nam tại đây hoạt động không mạnh, phổ biến dưới mức cấp 4, biển không động. Tuy nhiên, các tàu thuyền đang hoạt động trên vùng biển này cần thận trọng vì mưa rông kèm theo gió giật vẫn xảy ra nên vẫn gây khó khăn cho các tàu thuyền. Vùng biển Vịnh Thái Lan, trong 3 ngày tới, gió có hướng Tây Tây Nam với cường độ mạnh khoảng cấp 4. Trời cũng nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác. Ngoài tầm nhìn xa giảm xuống còn từ 4 đến 10 km, thì chúng ta cũng cần lưu ý với hiện tượng gió giật trong cơn rông. Khu vực Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, do ảnh hưởng bởi cơn bão rất mạnh, nên trong đêm nay và ngày mai, tại đây có gió bão mạnh cấp 8 đến cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12 đến cấp 14, giật cấp 15, cấp 16, cấp 17, biển động dữ dội. Từ ngày 18 sang đến ngày 19, khu vực này sẽ chịu ảnh hưởng bởi rìa phía đông của cơn bão mạnh, nên vẫn có gió mạnh cấp 6 đến cấp 8, phía tây của khu vực tiếp tục xảy ra mưa bão rất mạnh. Khu vực giữa Biển Đông từ 10 đến 15 độ Vĩ Bắc, Do chịu ảnh hưởng bởi rìa phía nam của cơn bão, nên phần phía bắc khu vực sẽ có gió mạnh cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Mưa rông và gió giật cũng sẽ xảy ra, gây nguy hiểm cho hoạt động của tàu thuyền. Khu vực Nam Biển Đông, trong những ngày tới tại đây, gió Tây Nam mạnh lên ở mức là cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6, biển động. Ngoài ra, mưa rào và rông sẽ xảy ra rải rác nên cũng gây khó khăn cho hoạt động của tàu thuyền. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết biển hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!